hay, đúng là bình thường thì có rất nhiều những cái khách hàng người ta bảo là ô máy nhà chị vẫn chảy bình thường mà, nước lọc ra nhìn vẫn trong lắm, đúng không? Máy vẫn hoạt động bình thường thì tại sao phải thay lõi, đúng không ạ? Thì đúng là như vậy, thì có những cái nguồn nước chất lượng khác nhau thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tốc độ lọc khác nhau. Ví dụ như thế này, có những nguồn nước chất lượng rất là kém, đúng không ạ? Có nhiều những cái tạp chất bên trong lơ lửng đó, thì đương nhiên là lúc đấy cái lõi lọc nó phải làm việc nhiều hơn và đương nhiên là tốc độ lọc nó sẽ giảm. Nhưng mà có những nguồn nước thì cái tạp chất lơ lửng nó ít, nhưng mà tạp chất lơ lửng nó chỉ là một phần trong số khoảng 50 những cái tạp chất trong nước thôi, đúng không ạ? Thì nước nó vẫn chảy bình thường, nhìn nó vẫn trong bình thường, đúng không ạ? Thế nhưng mà đối với lại cái việc thay thế lõi lọc ở đây thì nó được quyết định bởi các yếu tố như sau. Thứ nhất, đó là chất lượng nước đầu vào, đúng không ạ? Cái chất lượng nước đầu vào mà kém thì đương nhiên là cái thời gian, cái tuổi thọ thay thế nó cũng sẽ ngắn hơn bình thường. Thứ hai là nó liên quan tới cái tài nguyên của cái vật liệu lọc đó. Thì tất cả cái tài nguyên của vật liệu lọc này nó do nhà sản xuất công bố. Ví dụ như một cái lõi lọc này người ta công bố là 10.000 lít, đúng không ạ? Có nghĩa là cứ 10.000 lít chảy qua là cái lõi này phải thay. Nhưng mà đấy cũng chỉ là một cái điều kiện thứ hai thôi, chứ không phải cứ 10.000 lít là thay. Tại vì nếu mà điều kiện thứ nhất đến trước là nước nó bẩn quá, đúng không ạ? Nó tắc, nó hỏng thì lúc đấy vẫn phải thay. Thì nhà sản xuất người ta khuyến cáo là một là do là hết cái tài nguyên này, hai là nước chảy chậm, đúng không ạ? Ba, một cái yếu tố thứ ba rất quan trọng nữa là thời gian ngâm trong nước. Đó, thì anh chị lưu ý là tất cả những vật liệu lọc này khi ngâm trong nước thì nó đều có một cái thời gian tuổi thọ của nó nhất định. Đó, thì thông thường cái thời gian tối đa của nó tối ưu là 12 tháng. Thế cho nên là kể cả trong trường hợp mà chưa đến 12 tháng mà nước nó bị chảy chậm, nó tắc thì vẫn phải thay. Đó, hoặc là chưa hết đến 12 tháng nhưng chưa hết cái tài nguyên, ví dụ như 10.000 lít thì vẫn phải thay. Đó, thì nó theo cái điều kiện đến sớm nhất, một là chất lượng nguồn nước, nghĩa là khi tắc là phải thay. Thứ hai là hết tài nguyên là phải thay. Thứ ba là khi hết 12 tháng là phải thay theo cái điều kiện đến trước. Thì đấy là một yếu tố rất quan trọng để đảm bảo rằng cái chất lượng nước đầu ra nó đạt theo cái tiêu chuẩn. Như cái video clip trước tôi đã nói là theo đúng quy chuẩn của Bộ Y tế. Tại vì chúng ta không thể nhìn được là nhìn nước nó sạch hay bẩn được, chúng ta cảm quan chúng ta phải nhìn được, mà chúng ta cần phải đảm bảo cái lịch trình thay lõi như vậy. Thì nhà sản xuất hay là nhà cung cấp dịch vụ của người ta mới cam kết cho anh chị cái nước đầu ra trong suốt cái quá trình sử dụng để đảm bảo cái tiêu chuẩn nước uống trực tiếp. Thì đây là cái điều rất là quan trọng, anh chị cần phải lưu ý.